Nay mua không được luôn à chị? Mua chứ bắt em được. Ủa chứ đang kêu đã kêu tròn mua không được, mất rãi à? Bạn tật tồn thế? Cho mấy cho nấu nè. Cái này là hái cũng được trước, cái tình mới hái được nè. Là một vườn của em không có chứ không phải vườn. Nhưng mà có để bỏ cá lấy được thì chị cũng phải lựa cá lớn thôi chứ cá đi không lớn. Ý là do tròn trong quá mà mua mình không lấy hả? Đi vùng á, theo vùng. Ê. Theo vùng mà đánh giá số tiền á. À, nghĩa là khi cao mình mua gió như vậy thôi, nhưng mà nếu cao tròn quá hay là nó không đọt cũng lượng theo yêu cầu thì bây giờ gió có thể dỗm đi à, không mua à? Dỗm đi anh. À. À đúng rồi, chứ hàng chị anh nghe anh đang cái căng video quậy lên thì một số nơi kêu rằng có 30 ngàn một ký. Ở bên miền Tây đó, biết đâu, miền Tây thì cũng đã 60 ngàn rồi. Anh biết là mới cách đây cửa mấy ngày nó đang 30 ngàn, nó lên gió à. 60 ngàn thì cũng thua mình mà. Là ở mình là gió bao nhiêu? Gió 107 chứ hả? 107 là 5, 103 tùy theo. Tùy theo cao hả? Theo cao, nhưng mà vấn đề là cao, à, thấy bị xưa là 107 rồi mà. Nghĩa là mình vẫn giữ gió chứ không lên gió đúng không? Tồn quá. Tồn quá cửa. Như mấy cái này nó tồn quá cửa là 703. Đây bà con, đây thì mình cũng chia sẻ cho bà con biết là về trồng cao thì chúng ta nên trồng giống sao trồng, chứ không phải là chúng ta nên trồng một cách ồ ạt. Thì bây giờ đây, đây là cho bà con coi thực tế đây. Đây là chủ lò cao, là chúng ta phân loại cao ra đây. Một số trái cao thì không mua, như trái cao những trái bên kia đó thì không mua. Và những trái nhỏ nhỏ này thì chủ mua nhưng mà giá rất là thấp đây. Nên bà con chúng ta nên mua cao thì chúng ta cũng phải nên cân nhắc về vấn đề này. Nên trồng cao thì nên cân nhắc vấn đề này. Chứ còn bây giờ nếu như mà chúng ta trồng mà không lựa chọn thì bây giờ nó sẽ xa này thì sẽ rất là khó. Chứ không phải là cao gió cao, nhưng mà loại cao nào cũng gió cao đâu. Nhưng mà trồng cao nên là đây là phát triển kinh tế là số 1 đó anh ạ. À? Anh biết là trồng cao phát triển kinh tế rồi, nhưng mà cũng chia sẻ cho bà con biết rằng là cái không phải giống cao nào có nhiều giá cao, trái tròn quá thì không bán như chợ cụ thể trên đây đây. Chứ còn mình chia sẻ thực tế thôi, chứ còn hiện tại là cao thì nói gì nữa. Bà chủ vào số 1 của đất Tiên Phước.